chương thứ 12. Đức Chúa Giêsu khởi phán thí dụ cùng họ rằng: Một người kia trồng vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và dựng một cái tháp, đoạn cho mấy người làm nghề trồng nho thuê mà lìa bản xứ. Tới mùa, chủ vườn sai một đầy tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thâu lấy phần hoa lợi vườn nho nơi tay họ. Nhưng họ bắt đầy tớ mà đánh rồi đuổi về tay không. Người lại sai một đầy tớ khác đến, nhưng họ đánh đầu nó và chửi rủa nữa. Người còn sai đứa khác đến thì họ giết đi. Lại sai nhiều đứa khác nữa, đứa thì bị họ đánh, đứa thì bị họ giết. Chủ vườn còn đứa con trai một rất yêu dấu, bèn sai đi lần cuối cùng mà nói rằng, chúng nó sẽ kính vì con ta. Nhưng bọn trồng nho đó bàn với nhau rằng, thằng này là con kế tự, hè, ta hãy giết nó, thì phần gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bắt con trai ấy giết đi, ném ra ngoài vườn nho. Vậy thì chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Người sẽ đến giết bọn trồng nho đó, lấy vườn nho lại mà cho người khác. Các ngươi há chưa đọc lời kinh thánh này? Hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra, đã trở nên đá góc nhà. Ấy là công việc của Chúa, và là việc rất lạ trước mắt chúng ta hay sao? Những người đó bèn tìm cách bắt Ngài, vì biết rõ rằng Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình, nhưng sợ dân chúng, nên bỏ Ngài mà đi. Kế đó, họ sai mấy người thuộc về phe Pharisee và đảng Herod đến để bắt lỗi Ngài trong lời nói. Vậy mấy người ấy đến thưa Ngài rằng, lạy Thầy, chúng tôi biết Thầy là người thật, không lo sợ gì ai, vì Thầy không xem bề ngoài người ta, nhưng dạy đạo Đức Chúa Trời theo mọi lẽ thật. Có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay là không nộp? Nhưng Ngài biết sự giả hình của họ thì phán rằng, các ngươi thử ta làm chi? Hãy đem cho ta xem một đồng denier. Họ đem cho Ngài một đồng, Ngài bèn phán rằng, hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng, của Caesar. Đức Chúa Trời phán rằng, vật chi của Caesar hãy trả lại cho Caesar, còn vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Họ đều lấy làm lạ về Ngài. Các người Sadducee là những kẻ vẫn nói rằng không có sự sống lại, đến gần mà hỏi Ngài rằng, thưa Thầy, Môi-se đã ban cho chúng tôi luật này. Nếu một người kia có anh em qua đời để vợ lại không con, thì người kia phải lấy vợ quá đó đặng nối dòng dõi cho anh em mình. Vả có 7 anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết không có con, người thứ hai lấy vợ quá ấy sau chết cũng không có con, rồi đến người thứ ba cũng vậy. Trong 7 người chẳng ai để con lại, sau hết người đàn bà cũng chết. Lúc sống lại, đàn bà đó là vợ ai trong 7 anh em? Vì hết thảy đều đã lấy người làm vợ. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, há chẳng phải các ngươi lầm vì không biết kinh thánh, cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời sao? Vì đến lúc người ta từ kẻ chết sống lại thì chẳng cưới vợ, chẳng lấy chồng. Nhưng các người sống lại đó ở như thiên sứ trên trời vậy. Còn về những người chết được sống lại, thì trong sách Môi-se có chép lời Đức Chúa Trời phán cùng người trong bụi gai rằng, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, các ngươi há chưa đọc đến sao? Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Thật, các ngươi lầm to. Bây giờ, có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-xê biện luận với nhau. Biết Đức Chúa Giê-xu đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng, trong các điều răn, điều nào là đầu hết? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, này là điều đầu nhất, hỡi Israel hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình, chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Thầy thông giáo trả lời rằng, thưa Thầy, Thầy nói phải, hợp lý lắm. Thật Đức Chúa Trời là có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa. Thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình. Ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ. Đức Chúa Giê-xu thấy người trả lời như người khôn thì phán rằng,
ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Rồi không ai dám hỏi Ngài nữa. Đức Chúa Giê-xu đang dạy dỗ trong đền thờ, bèn cất tiếng phán những lời này. Sao các thầy thông giáo nói Chúa cứu thế là con David? Chính David đã cảm Đức Thánh Linh mà nói rằng, Chúa phán cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi làm bệ dưới chân ngươi. Vì chính David xưng Ngài bằng Chúa thì lẽ nào Ngài là con vua ấy? Đoàn dân đông vui lòng mà nghe Ngài. Trong lúc dạy dỗ, Ngài lại phán rằng, hãy giữ mình về các thầy thông giáo là kẻ ưa mặc áo dài đi chơi, thích người ta chào mình giữa chợ, muốn ngôi cao nhất trong các nhà hội cùng trong các đám tiệc, nuốt các nhà đàn bà quá mà làm bộ đọc lời cầu nguyện dài. Họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa. Đức Chúa Giê-xu ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dân, coi dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền, cũng có một quá phụ nghèo kia đến bỏ 2 đồng tiền ăn 1/4 xu. Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, quá phụ nghèo này đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn tất cả những người đã bỏ vào, vì những người khác lấy của dư mình bỏ vào. Còn người này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là tất cả của có để nuôi mình.